Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người và chỉ mọi người cách chèn lạnh vào trong Word cũng như là làm các cái công cụ ở trong phần insert mà insert picture này. Thì đầu tiên để chèn được ảnh vào trong Word thì chúng ta có hai cách. Thứ nhất là chọn insert này, chọn picture này, chọn zip picture là cái đây này. Đó thì nó sẽ là chọn ảnh có ở trong máy tính của mình. Ví dụ mình chèn một cái ảnh vào đây. Bạn đặt con chuột đâu thì ảnh được chèn vào đó. Cách thứ hai là bạn chọn insert này, chọn picture này và chọn online picture thì nó sẽ cho bạn là lấy ảnh trực tiếp từ trên mạng về. Ví dụ mình chọn đây. Insert. Đó thì nó sẽ ra một cái ảnh quả táo đây. Đó. Đó là hai cách. Và còn một cách nữa, bạn chèn vào bạn insert này. Các bạn chọn là screenshot. Đó, có nghĩa là màn hình ấy, kiểu chụp ảnh màn hình ấy. Đó, thì nó sẽ có cái bức ảnh màn hình ở đây cho các bạn để mà các bạn làm. Đây là ba cách để các bạn chèn một cái bức ảnh vào trong Word. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đó chính là về các công cụ để mà chúng ta chỉnh sửa ảnh trực tiếp trong Word. Đây mình chèn bức ảnh vào đây. Đầu tiên đó chính là về phần mình đổi hiệu ứng, đổi màu cho bức ảnh này đó, để mà cho nó phù hợp nhất. Ví dụ mình đổi có rất nhiều lựa chọn đây, mình đổi sang cái màu này đi. Rồi tức là color cũng là đổi màu. Các bạn muốn đen trắng cho nó giống kiểu vlog 1997 cho nó vui hay là cho đẹp mắt thì các bạn phải chọn trong này đen trắng đây. Đó, phần color nó chỉ thế thôi, mà con mở rộng ra thêm thì nó sẽ có nhiều màu các bạn lựa chọn. Rồi tiếp theo đó chính là phần này, cái phần chọn viền, tạo viền. Thì trên này nó các bạn vào bảng chọn format ấy thì nó sẽ có luôn chọn rất nhiều viền để các chọn đó. Và các hình dáng 3D rồi là bóng, độ bóng đó, mình chọn một cái viền này đi đã. Rồi ở đây sẽ đổi được cái màu viền picture border này. Đây là chọn các hiệu ứng của cái hình ảnh của cái viền ấy, thì có rất nhiều hiệu ứng trong này. Các bạn có thể chọn làm sao cho mình một bức ảnh đẹp và chèn vào Word để nó hợp lý nhất là được. Đây là cái glow này là hiệu ứng kiểu các bạn cho cái màu viền ấy nó nhòe ra đó. Còn picture layout này thì nó chính là cho cái ảnh của bạn vào cái phần mà biểu đồ, cái biểu đồ, cái sơ đồ tư duy ấy, các bạn hiểu là cái sơ đồ tư duy các bạn cho vào đó làm ảnh. Còn cái add tag nó chỉ là cái đặt tên cho ảnh. Đây là cái đặt tên cho ảnh này. Đó, bấm vào đây thì nó sẽ có cái tên bức ảnh này. Đó. Còn cái position này nó chính là chọn vị trí ảnh. Thì mình sẽ có một cái đoạn nào tag vào để mà mình chạy nhé. Đây mình chèn một đoạn text mà. Đó, thì mình bấm vào đây này, chọn format này. Chỉnh lại một chút. Chọn bức ảnh này, chọn format này. Đó. Mình chọn vị trí cho lên đầu này. Ở giữa này. Thì nó ở giữa. Thu nhỏ bức ảnh này lại một chút thôi. Rồi. Đó, nó chen vào ở giữa này. Đấy. Đấy. Nó chọn cái vị trí ảnh mà nó chèn vào cho nó hợp lý. Còn cái phần Word Text này nó chính là chọn cái vị trí, nó chính là cái chữ nó ở phần nạp ảnh, bên trái, bên phải, ở giữa hoặc là chèn lên ảnh. Và viết chữ kiểu đè lên ảnh ấy. Đó, ảnh ở dưới chữ. Đây là chữ, ảnh ở trên chữ này. Đó. Còn cái
bring follow này thì có nghĩa là bạn chèn vô, bạn là mình lấy một cái vát text nhé, chèn một cái text vào đây, text bold, mình để một cái text text bold ở trong ảnh, thì xong rồi mình chèn một ảnh khác vào. Kéo vào trong này đó, thì nó sẽ hiện chị bức ảnh ở trong cái text box này. Và nó sẽ được đè lên cái bảng cũ của mình. Cái này thì các bạn có thể là để viết chữ ở trong cái text box này được, để mà đè lên cái ảnh này, ghi chú cái gì đấy chẳng hạn. Đây là chọn vị trí bức ảnh ở phần nào, trên dưới trái phải để căn cái bức ảnh chuẩn nhất. Format này, đây là phần chọn viền này, fit line này cho phần viền, cho nó phải chọn màu cho viền, mức độ viền có dày không này, cái kiểu dáng viền. Thì đó chính là một số cái cơ bản về cái phần chèn ảnh vào trong Word. Thì các bạn có cái gì mà chưa hiểu rõ hay là muốn tìm hiểu rõ hơn và muốn mình quay video để mà chia sẻ với các bạn, thì các bạn hãy comment phía dưới để mình có thể làm những cái video clip tiếp theo để hướng dẫn các bạn làm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình.